cái này rất là sung sướng các bạn. Ở sau có nhạc rock mình nó có nhảy vừa ăn luôn, nhưng mà cầm cái tô không dám nhảy sợ rớt nước ra. Nó ăn nhảy nhạc rock vậy á. Nó không cách chưa? Bún cá nhạc rock. Có em về vợ xin đắp nơi nào với giấc mơ bao đời. Cái quán vỉa hè thôi các bạn, nhưng mà trang trí cũng có cái bạc nha các bạn, với lại có cái bảng rồi đàng hoàng. Bún cá Duy Liên bên cạnh cây mít này, mít bó nữ. Vậy ở đây là mình làm cái gì vậy chị? Cái bò. À, cái bò nha các bạn. Cái bò đại dương ấy. Thì cái tô bình thường của anh nè. À. Có rồi. Mới sáng mới 6 rưỡi thôi nha các bạn. Thấy đông đúc rồi, nhưng mà cỡ 9 giờ thôi là hết nha các bạn. Ăn tranh thủ nha. À, bún cá mình bỏ sứa chung hay là khách yêu cầu mới bỏ chị? Khách yêu cầu, khách nào ăn cá sứa thì mình bỏ. Mỗi anh 175 chút này mang về cái sứa riêng thì múc cái sứa riêng. À, bún cá có sứa rồi riêng. Rồi anh áo trắng nó kính đang vô. Đây, cái sứa đây cho bạn. Có bún là chị Bông Tú uống cho nó trắng thôi, rồi tô bình thường của anh kia. À, mình thấy có 3 loại chả. Chả hấp, chả chiên. Chả hấp nè, chả viên chiên nè. Với lại một chả lát cắt nữa nha các bạn, chả lát cắt nữa. Thì chị chủ quán chị nói là cái loại chả hấp với chả viên nè, cái chả lá cắt á, là nhờ lấy người thân trực tiếp là chả cá Ninh Hòa, ngoài Ninh Hòa đem vô đây chị bán. Còn cá bò thì chị mua ở đây cho nó tươi. Rồi tôi bình thường, thối anh. Wow, thối liền nghiêng ngút của bạn ơi. Chị cho hỏi chị tên gì ạ? Tên Liên. À, tên Liên. Thì cái quán bún cá các bạn, quán bún cá tên là Duy Liên. Thì anh chồng tên là Duy, dì vợ tên là Liên. Nhưng mà anh chưa ra tại vì anh rock với bạn. Anh buổi tối anh là nhạc sĩ ban nhạc rock. Ca sĩ ban nhạc rock hả? Hay chơi đàn hay chơi gì chị? Anh chơi trống hay chơi đàn hay là chơi guitar hay là chơi gì chị không biết luôn. Muốn chơi gì đó. À, nói chung là anh có sở thích riêng chị. Có sở thích riêng nha chị. Chị sở thích bún cá mà anh sở thích rock nha các bạn. Ở 9 giờ anh qua anh dọn quán hả chị? À, 9 giờ xuống phụ. Vẫn có nhiệm vụ nha các bạn. Không phải là chơi róc một bên bút cá đâu. Không dọn là vợ coi như cho dịnh đói luôn á. À, thì tại sao cái quán nhỏ nhỏ bị hè gì lại đông khách các bạn? Đó, mình cùng vô mình khám phá coi sao nha. À, rất đông luôn nha các bạn, và nổi tiếng nữa. Thứ nhất là có phong cách nè. Đó, nghe nói là anh Duy hồi trước là anh sáng tạo cái này kia rồi. Ghê lắm hả chị, viết bản này kia rồi trang trí rồi róc luôn nữa hả? Thì bạn không chơi nhạc đó. Bạn chơi nhạc. Mà chị không biết là ảnh chơi nhạc ở chỗ nào luôn hả? Không, đâu có đi theo đâu mà biết.
biết luôn, phải không? Bây giờ rủ chị tới, em tới uống ly cà phê nghe anh đàn nhạc rock hả? Mà ảnh có biết hát không vậy? Có chứ. Ô, oh, các bạn không phải là chơi chứ nhạc ổng không... mà không hát thôi á. Mà hát nhạc rock luôn các bạn. Để mình hỏi quán nào mình tới mình quay luôn cho đủ combo các bạn ăn sáng rồi tới chơi cà phê luôn. Mấy em đến gì không anh? Đây mắm. Mắm ngọt thôi. Mắm bạc. Các bạn mắm ngọt. Nên vô luôn hay là để riêng không? Này dùng bún loại sợi nhỏ nha các bạn. Thì bún cá thì không thể thiếu rau sống. Anh, cái dặm quán bún cá phong cách rock ập. 25 một tô bún cá 25 ngàn. À, chị có mấy loại chị? 25, 30 à... Tô đặc biệt 30. Tô đặc biệt 30. Tô thường 20 hả? Tô thường 20 còn tô gì 25? Có sứa 25 đầy đủ. À, tô thường 20. Tô thường có sứa 20. Tô đặc biệt 30. Tô đặc biệt là có gì chị? Sứa đồ đầy đủ luôn nhưng mà đồ nó nhiều chút. À, đồ nó nhiều hơn chút nha các bạn. Ờ, quán bánh canh nhưng mà chơi nhạc rock nha các bạn. Mới sáng tới là anh phải set up một xí kẹt. À, bún cá nha các bạn. Ai lộn ôm lại nha các bạn, mình xin lỗi. Lộn. Mới sáng là cái nhặt rốc rồi đó, giờ chơi vừa ăn bún cá vừa chơi nhặt rốc nữa xong bạn ăn về hai tô. Cái anh chủ quán anh Duy anh đã ra rồi nha các bạn, đó anh mới tới và nhạc cũng đã lên rồi các bạn đó. Mới tới cái là anh phải lo dọn dẹp cho em thôi, vợ không có cho tiền ăn sáng thì anh ăn bún cá hoài rồi nên là anh phải xin tiền để ăn món khác các bạn đó. Thì mình hỏi ông bài ảnh vài câu nha. Thì anh Duy này ở bên Nhật đã 5 năm rồi nha các bạn. Dạ chào anh. Anh bên Nhật 5 năm phải không ạ? Thì em cũng là bên công ty Nhật á, em hỏi cho anh vài câu tiếng Nhật nha. Ồ nam ai quá. Duy desu. Duy, tên Duy nha các bạn. Oikuchu desu ka? Anh cũng biết sơ sơ nha các bạn. Nói chung là có đi Nhật lâu rồi. Quá, lâu quá mình lâu quá. Đi Nhật là đời đầu luôn các bạn. Mình là đời sau. Là anh là đi Nhật đời đầu luôn các bạn. Thì là có chơi nhạc rock nha các bạn. Và ảnh nhìn ảnh rất phong cách, mình thấy rất phong cách đó, cho anh xin phép rồi đó, anh thấy không? Các bạn thấy rất phong cách các bạn. Mình không có phải là chơi nhạc rock gì chuyên nghiệp được gì đâu. Bạn bè ở Nha Trang này mấy anh em chơi thì nhiều, còn mình chỉ là biết anh em bạn bè nhạc công ở Nha Trang biết mình đam mê biết mình máu, nên nhiều khi có mấy cái show nhạc mà chơi thì hay rủ mình chơi thôi. Chứ mình không phải là đi chơi nhạc để kiếm tiền. À, không phải đi chơi nhạc cơm gạo các bạn, có nghĩa là đam mê máu lửa. Nhưng mà bạn bè rock ở Nha Trang biết là có show chậu là gọi anh đi. Anh là chuyên hát nha các bạn. Anh hát hay là có đàn được không? Không, mình chỉ hát thôi. Anh là hát nha các bạn. Mình rất mong là chút nữa là anh sẽ gửi mình một cái file nào đó để mình lồng cái video này luôn cho các bạn thưởng thức một cái bài hát của anh trọn vẹn nha. Dạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn. Giữa năm 2013 anh mới về đó. Ô các bạn, đi 2007 đến 2013 cũng lâu lắm rồi các bạn. Lâu rồi. À, cái thời 2007 là mình mới ra trường các bạn. Trời lâu lắm rồi. Mình ở Tochigi á, lúc đó mình ở Tochigi. Tochigi. Dạ thì ở Nha Trang em cũng có hội tiếng Nhật cũng đông anh. À, toàn là tiếng Nhật thôi. Đó, thì em không ngờ là anh cũng biết tiếng Nhật luôn rồi. Sao ở bên Nhật 5 năm mà anh không quen phong cách bên đó nên về Việt Nam thể hiện phong cách rock nha các bạn. Đó, anh rất thích Việt Nam hơn. Tôi nói thằng Hà nó ấy qua cho trên chợ là chạy không được. Các bạn thấy không? Đâu có cái anh chuyển đâu. Mình thấy rất là phong cách luôn. Không biết thằng Hà nó coi mấy nhà không anh? Anh cái quán được bao lâu rồi anh? Gần 10 năm em ơi. Gần 10 năm nha các bạn. Thì anh Duy anh nói là cá làm từ cá bò với thu ngừ, với lại là cái chả viên thì đem từ Ninh Hòa nhà người thân vô phải không anh? Dạ, Ninh Hòa. Em khác biệt chỗ đó với có sứa nữa, mình thấy cái sứa lúc nãy là rất là tươi nha các bạn, long lanh lóng lánh luôn. Thì bây giờ là 7 giờ thôi nhưng mà thực khách tới ăn ào ào rồi, có lẽ là 9 giờ là hết sạch đấy. 9 giờ 9 rưỡi là hết đấy. Chị này ít bún. Chào chú. Chú ăn bún cá này lâu chưa ạ? Cũng lâu rồi. Lâu rồi hả? Tại sao chú chọn bún cá này mà bên Nha Trang nó đầy dãy bún cá mà chú chọn quán này? Quán này ăn ngon mà giá hợp lý. Ăn ngon mà giá cả hợp lý. Cái ngon là nó có khác biệt với quán bánh canh khác không, hay là từ chả hay từ nước hay dùng hay là gì chú? Hay nguyên liệu tươi? Đúng gốc ở Ninh Hòa kia ăn. À. Nó
ngon. Đúng gốc chả Ninh Hòa đem vô nên nó ngon nha các bạn. Nói chung là ăn đạt mà giá cả hợp lý. Giá cả cũng hợp lý nữa, 20 ngàn một tô thôi nha các bạn. Có sứa 25, đặc biệt nhiều đồ hơn xí, 30 ngàn. Rồi cảm ơn chú nha, chúc chú ăn ngon miệng nha, chào con. Ừ giỏi, con ăn đi, cho em một tô đặc biệt. Rồi ok, có ngay các bạn. Bây giờ mình coi cái quy trình làm cái tô. Rồi, chả chiên của anh nè. Ờ, có chén chả chiên nữa các bạn. Ăn thì ăn kêu một cái chén. Các bạn thì trước tiên là trụng bún, cho nó sạch bún này bằng cái nồi nước riêng. Rồi, xong rồi bỏ sứa vào. Rồi chả. Xong rồi bỏ chả lát sắt. Xong rồi bỏ cá bò, cá dầm á, cá bò đại dương á. Xong rồi chan nước, rồi có chả viên với chả hấp trong đó. Có một viên chả hấp với một cái chả viên. Rồi bỏ hành ngò lên. Đắp tiêu lên. Rồi đắp tiêu lên xong rồi các bạn. Đó, còn 30k. Đó, cho các bạn xem lại. Có cá. Toàn là cá với cá sứa nữa các bạn, cá đủ loại luôn, cá dầm, cá bò da rồi tùm lum. Thì mình thấy cái điều đặc biệt trước tiên á là nước rất trong nha các bạn, nước trong veo. Để mình thử trước khi mình đem gia vị nha. Ở có nhạc rock sau lưng nữa nha các bạn, sau lưng có nhạc rock đó, mình nghe rock vậy mình ăn lần ba tô ủng hộ luôn á. Ha, ngọt thanh đã đời luôn các bạn, ngọt thanh luôn đó. Cái dĩa rau sống là rất là đã nè, tại vì nó có cái bắp chuối sắc rất đẹp nè. Không phải quán nào cũng chơi bắp chuối bạn, thường mấy cái quán khác là chơi giá với rau sống với rau thơm rồi thôi, ở đây có bắp chuối nè, nhìn đã nè. Chưa thêm một chén chả nữa ăn cho nó đã đời luôn, chén chả nước cũng trong veo luôn. 10k nha các bạn đó. Bún cá, giờ mình làm một chén mắm để mình chấm với cái chả đó nha. Thì không dám ra gió, chơi xí ớt thôi. Rồi mình thêm một ít mà gì này, mắm ngọt nè, có ớt luôn, cái nào cũng có ớt hết, xí thôi. Rồi mắm tôm các bạn, ăn bát canh này không thể thiếu mắm tôm. Bỏ xí thôi cho nó dậy mùi. Cá dầm. Bún cá dầm các bạn. Nói lộn cái chị chỉnh lại. Trời ơi chị, em lộn hoài rồi. Thôi ai lộn ôn lại chị thông cảm. Các bạn đây là miếng cá dầm nha. Đó. Các bạn muốn ăn cái miếng cá bò dầm này, các bạn phải dầm nó ra. Chứ ăn cục to quá nó nghẹn các bạn. Húp nước cho nó trôi. Mà cá tươi nha bạn, không phải là cá ương đâu. Xin mời. Sữa tươi nha bạn. Nhai sực. Rất đã. Tới Nha Trang nhé, ăn bánh canh cá bún cá Duy Liên, có kèm sữa nữa nha bạn. Quá tuyệt vời luôn. Giờ mình có tô này có sữa rồi. Thì chơi viên chả hấp nữa nha. Đó, chả hấp lấy từ Ninh Hòa vô nha. Ăn cái này rất là sung sướng các bạn. Ở sau có nhạc rock mình luôn, nhảy vừa ăn luôn, nhưng mà cầm cái tô không dám nhảy sợ rớt nước ra. Đó, ăn nhảy nhạc rock vậy. Nó phong cách chưa? Bún cá nhạc rock. Quá ngon. Chả cá hấp rất ngon nha, dai ngọt, tiêu nó cay sốc lên xí thôi, rất ngon, quá đã luôn. Đó, chấm nè, bắt lút vô nè, đã chưa? Tuyệt vời các bạn ơi. Bún cá ngon đặc biệt của Nha Trang là đây, rất ngon luôn nha các bạn. Thì chắc là có bí quyết gì mấy quán nhỏ vỉa hè mà nó đông vậy, anh có bí quyết gì không anh?
tình yêu bún cá thôi. Dạ, bí quyết anh nói là đẹp trai nha các bạn. Ấy lộn, anh nói bí quyết là tình yêu bún cá nha các bạn. Đó. Các bạn, buổi sáng mát mẻ cứ tới đây làm một tô bún cá hết sảy, chả Ninh Hòa dai ngon ngọt, nghe chặt róc. Khí thế cả ngày luôn phải không cô? Trời, thấy không? Tự nhiên đang ăn gặp bạn tới nó... Trời, đúng may mắn luôn các bạn ơi. Vậy là hôm nay là... Gặp bạn tới trả tiền rồi. Đúng rồi, trời, gặp bạn tới trả tiền này giàu lắm. Thôi để nó trả. Mời bạn nha. Thôi mình ăn hai tô nha Tuấn. Mang về cũng được nữa. Mang về cũng được các bạn. Thôi mời các bạn nha, tiếp tục. Mà... Nước đây ngon các bạn. Ngọt thanh, ngọt đặc biệt luôn. Nấu mà bậy bạ, bỏ gia vị không đúng á, nó đục ngầu liền. Đây rất trong rất ngọt. Ăn quán này lâu chưa? Sao biết quán này vậy? Quán này giờ tao mới biết á. Ăn được 2 năm. Ăn được 2 năm rồi nha các bạn. Đó, thì cũng là gọi là khách hàng thâm niên ấy. Sao ở nhà bên chỗ bên ga bên depo có mà không ăn, chạy qua đây ăn. Bên đó đầy bún cá luôn. Bụng gần nhà không lên. À, bụng gần nhà không lên mà. Đem bún cá nó cái vị nó lạ lắm nha, không phải ăn quán nào cũng có đâu. Lạ. Cái này đặc biệt là cá gì thì anh không bao giờ anh nói rồi, cái này là bí kíp mà. Anh cái này cá gì vậy anh? Cá bò với cá tôm hùm hai loại. Không, trong cái chả này nè. Trong chả hả? À, thì đó cũng có nhiều loại cá trong á. Mình thấy trộn rất là hay luôn nha. Chả rồi có đỏ. Cá vỏ, cá nhồng. Đủ thứ cá luôn đó các bạn. Nhiều loại cá trong. Vậy là mình nghe 4 loại rồi. Bò, cá thu, cá đỏ, cá nhồng. Biết bỏ gì nữa không? Nó tùy mùa cá, có mùa tùy loại cá. Có mùa con cá này tùy cá. Tùy mùa cá nữa mà cái tỷ lệ nó lên xuống nha các bạn. Ăn mình đang ăn gần xong rồi, chuẩn bị tô thứ hai. Làm tô nữa cho bạn. Hai đầy đủ, hai sắp vào. Được chưa? Anh nói dữ vậy thôi chứ, này ăn ít lắm. Dạo này hơi ốm các bạn. Chuột rồi bây, tập tại nữa đâu. Chạy hết rồi. Bỏ hết rồi hả? Thôi thanh lý lại cho mình các bạn, mình phải tập lại thôi. Đây là bạn cấp 3 của mình, tên là Tuấn nha các bạn. Đó. Tuấn nhớ về đón xem video và bấm subscribe nha Tuấn. Các bạn, bây giờ là 7:30, quán rất đông nha các bạn. Các bạn 7:30 thôi nha các bạn, không còn chỗ mà ngồi rồi. Các bạn nào đi sâu 7:30 8 giờ cầm theo cái ghế nhỏ nhỏ nha. Mình nó trả mình mất tiêu rồi. Mình đang quay cái vô tình gặp nó trả tiền của mình nữa bạn. Thì tổng thiệt hại là 40.000 tô, 40-30 với tô cá chén cá 10.000. Nhưng mà bữa sau đó nó bắt mình mời mình đi nhậu rồi mấy trăm ngàn triệu nữa rồi lỗ vốn. Bye bye bạn nha. Bye. Ok, bye. Bình thường này, bình thường. Rồi, tám tô bình thường. Bảy bình thường một đầy đủ nha. Đây, hai bạn trẻ này cũng rất thích ăn ở đây. Thứ nhất là ngon các bạn. Thứ hai lý do đặc biệt hơn, gần nhà. Đi bộ qua được không? Trời, đi bộ qua được luôn các bạn. Thời đại này Nha Trang khỏi nói luôn, Nha Trang là bún cá đầy dãy. Nhưng mà ở đây mình ăn mình thấy đặc sắc đấy. Ngon ngọt mà giá bình dân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rất bận rộn các bạn. Thì mình xin phép chào ảnh rồi chào chị luôn. Rồi bye bye chị nha. Bye bye các bạn. Cô này cô nói là ở xa lắm tới đây ăn các bạn. Thế cô ăn, cô ở chỗ nào? Hồi giờ cô ăn mấy chỗ kia không được cái này. À, okay ăn mấy luôn. Chỗ kia không được nên là tới chỗ này ăn. Chốt luôn. Chốt luôn. 2 năm hơn rồi. Thôi 2 năm hơn khách hàng ruột các bạn. Rồi, ngon lắm. Bye bye chất lượng, cô. Chất lượng nữa. Chất lượng nha các bạn. Con xe để không có chỗ để xe. Không có chỗ để xe các bạn. 45 thôi á. Kín luôn. Không còn chỗ đậu luôn nha, không còn chỗ ngồi luôn nha các bạn. Khách tới là đứng ở ngoài luôn kìa. Đó. Thấy đơn giản không? Xe cộ đồ chen chúc luôn. 7 giờ 45 các bạn. Tới 9 giờ là coi như là không còn đấy. Mà các bạn tới 8 giờ cũng vác theo cái ghế nhỏ nhỏ ngồi nha.